Hiện nay, ngành hải quan đã và đang triển khai hệ thống hải quan số và mô hình hải quan thông minh. Điều này sẽ cho phép doanh nghiệp khai báo thủ tục hải quan mọi lúc mọi nơi, trên mọi công cụ. Theo Tổng cục Hải quan, với số lượng là 92.000 doanh nghiệp sử dụng phần mềm, dự kiến trong thời gian 5 năm, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, kinh doanh kho bãi cảng sẽ tiết kiệm được khoảng 920 tỷ đồng. Ngoài ra, các cơ quan quản lý kiểm tra chuyên ngành cũng được cung cấp nhiều tiện ích với hệ thống hải quan số và mô hình hải quan thông minh, đó là thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến hàng hóa, xuất khẩu, nhập khẩu trên một hệ thống, được chia sẻ các thông tin liên quan đến các lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu thông qua hệ thống mà không phải đề nghị cơ quan hải quan cung cấp khi phát sinh. Quản lý các lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu trong quá trình làm thủ tục hải quan, thông quan và sau khi thông quan. Thực tế, ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ số là một quá trình tất yếu nhằm chuyển đổi căn bản toàn diện hoạt động quản lý nhà nước về hải quan trên môi trường số hiện đại, an ninh, an toàn. Trong thời gian vừa qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ số đã có bước tiến nhảy vọt, giúp ngành khắc phục được nhiều tồn tại hạn chế trong quản lý nhà nước về hải quan. Tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng, nơi có lượng tờ khai hải quan lớn nhất của Hải quan Đà Nẵng, thỉnh thoảng mới có một vài doanh nghiệp đến để đối chứng giấy tờ gốc. Tất cả các trường hợp làm thủ tục để thông quan thì hầu hết là các nghiệp vụ đều làm tại công ty của doanh nghiệp. Thì có những cái trường hợp nào kiểm hóa thì doanh nghiệp xuất trình hàng tại bãi cảng cho cơ quan hải quan kiểm tra hàng thì mình mời ra trực tiếp cảng. Công tác giám sát quản lý hải quan tại đây hiện đều ứng dụng các công nghệ số, công nghệ thông tin. Quản lý tàu thuyền xuất nhập cảnh có hệ thống e-manifest. Quản lý hàng hóa, kho bãi thì có các hệ thống camera giám sát, hệ thống máy soi di động, các hệ thống đường truyền tiếp nhận. Kiểm tra về giá trị thông tin vi phạm đều ứng dụng công nghệ thông tin ở bộ thủ tục ngành. Cũng đã triển khai cái hệ thống một cửa quốc gia tiếp nhận các kết quả kiểm tra chuyên ngành về các bộ thủ tục hành chính của các cơ quan chuyên ngành để mà giải quyết thủ tục và thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp. Thì hiện nay là ngành hải quan cũng đã kết nối với 12 bộ ngành để mà tiếp nhận cái kết quả kiểm tra chuyên ngành. Tại Đà Nẵng, từ năm 2022, cơ quan hải quan đã triển khai 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình mức độ 4 và không phát sinh dịch vụ công trực tuyến một phần mức độ 3 và thấp hơn. Đứng vị trí thứ 2 về cải cách hành chính năm 2022 theo bảng xếp hạng của thành phố. Theo thống kê của VCCI, từ năm 2019 đến nay, thời gian thông quan hàng hóa tại cửa khẩu đã giảm một nửa, hiện chỉ còn 54 giờ đối với hàng nhập khẩu và 38 giờ đối với hàng xuất khẩu. Chi phí của doanh nghiệp để hoàn thành thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu đã giảm từ 569 đô la Mỹ xuống 313 đô la Mỹ đối với hàng nhập khẩu và từ 420 đô la Mỹ xuống còn 388 đô la Mỹ đối với hàng xuất khẩu. Và để nâng cao cái chất lượng phân tích đánh giá rủi ro thì Cục Hải quan Đà Nẵng cũng đã chỉ đạo tăng cường triển khai công tác thu thập thông tin, xây dựng cái bộ chỉ số chỉ tiêu phân loại mức độ rủi ro, xác định đối tượng trọng điểm nhằm tập trung kiểm soát hiệu quả và chất lượng. Đồng thời cũng tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chương trình tự nguyện tuân thủ pháp luật nhằm giảm cái tỷ lệ phân luồng, giảm thời gian thông quan, giảm chi phí cho doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu. 100 thủ tục hành chính đã được triển khai trên cái cơ chế này bằng phương thức điện tử. Và các cái thủ tục hành chính trên đó thì được triển khai dưới dạng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 là cấp độ cao nhất của theo phân loại của Bộ Thông tin Truyền thông. Tại cấp độ này thì doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ, nhận kết quả, thanh toán các loại phí, thuế trên môi trường điện tử. Và như vậy thì đó là một trong những cái nổi bật kiện cho cái môi trường đầu tư kinh doanh xuất nhập khẩu được thuận lợi. Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của hải quan số, Tổng cục Hải quan ban hành kế hoạch chuyển đổi số ngành hải quan đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành hải quan số, trong đó thực hiện chuyển đổi số toàn diện trong công tác quản lý nhà nước về hải quan với hệ thống công nghệ thông tin có mức độ tích hợp cao, có tính mở, đáp ứng toàn diện nhu cầu xử lý tự động tất cả các khâu nghiệp vụ hải quan, thực hiện thủ tục hải quan mọi lúc, mọi nơi, trên mọi phương tiện.